Kính chào quý chư thiên vị và quý khán giả đang theo dõi trên kênh Kỷ Nguyên Thánh Đức. Kính thưa quý vị, chúng ta đang ở phút khắc cuối cùng của tận thế và đang đi vào nền văn minh điển quang ánh sáng. Nhiều chư thiên vị đã và đang được thanh lọc bản thể và đón nhận điển quang của cha mẹ thông qua phương pháp mật niệm bốn hồng danh. Một số chư thiên vị không chỉ đang được chứng nghiệm về sự chuyển chạy của dòng điện quang trong bản thể, mà còn được cha mẹ đang dẫn dắt khai phóng tài năng để học cách sử dụng điện quang. Một phần của dòng thiên cơ này đang được hiển lộ ở trang Cộng đồng Thánh Tiên Phật để góp phần vào việc thực thi cơ trời này và giúp các chư thiên vị bắt đầu bước vào bài học điện quang. Con kính cảm tạ cha trời Kiều Nguyên Tá và kênh Kỷ Nguyên Thánh Đức đã chọn bài viết của Phật Tiên Thiên Hương có tựa đề Những nền tảng căn bản để hiểu về điển quang để cống hiến đến quý chư thiên vị và quý khán giả trong chương trình hôm nay. Kính mời quý vị cùng lắng tâm theo dõi. Vào những ngày đầu tiên gặp cha đầu năm 2018, khi những lời cha truyền dạy đối với tôi quá mới mẻ, những từ như vô vi, điển quang, thượng đế, vân vân đều là những ngôn từ mới mà tôi chưa thể hình dung và không có khái niệm trong đầu. Tuy nhiên, trong tâm thức của tôi vẫn hiểu rằng việc gặp cha là một sự sắp xếp vô hình nào đó để tôi vào một công việc mới, nên tôi đã luôn trong tâm thế sẵn sàng đón nhận. Đến giờ, tôi vẫn còn nhớ lời dặn của cha. Nhiệm vụ của các con là viết ra kinh mới cho cha để dạy cho loài người mới. Kinh của cha hoàn toàn mới, ngôn từ của cha hoàn toàn mới, chưa có trên đời. Lúc đó tôi vẫn chưa hiểu được câu nói này của cha, nhưng mà tôi cảm nhận được cha đang dẫn dắt tôi vào một sứ mệnh rất lớn lao vượt qua mọi suy nghĩ nhỏ nhặt xung quanh và trước mắt. Tôi nghĩ tôi đang đi vào một lĩnh vực hoàn toàn mới mẻ mà tôi chưa bao giờ biết tới, nên tôi đã bỏ hết mọi sách vở cũ, tự xóa hết trong đầu những hiểu biết các ngành khác để học một cách nghiêm túc, bài bản theo cách phù hợp với tôi. Công việc đầu tiên tôi bắt tay vào làm là thu thập toàn bộ tài liệu, sách vở, bài viết và các lời huấn từ của cha để tôi thâu nạp ngôn từ mới của cha, xác định những từ khóa hay những thuật ngữ nền tảng của ngành này mà tôi cần lưu ý trong quá trình học và hành để nắm bắt và hiểu thấu. Lúc đó, tôi không hiểu vô vi là gì, nhưng thầm tâm tôi mách bảo là tôi cần có một thư viện lưu trữ toàn bộ những tài liệu của cha để tiện cho tôi dễ dàng đọc mọi lúc mọi nơi, tìm lại những thông tin cần thiết khi tôi cần đến và dễ dàng cập nhật thêm tài liệu mới, đồng thời cũng dễ dàng đưa những tài liệu này của cha đến với nhiều người. Vậy là nhờ có sự giúp đỡ của một số người bạn đồng hành, tôi đã lập ra website Cuộc Đời Mới. Vậy là nhờ có sự giúp đỡ của một số người bạn đồng môn, tôi đã lập ra website Cuộc Đời Mới và tôi tích cực lưu lại các bài viết của cha trên đó. Yên tâm luôn có cuốn tập điện tử này trong tay, tôi tuân thủ thực hiện mọi công việc cha giao, đón nhận mọi cảnh học cha đưa đến, ghi nhận mọi lời cha dạy và chứng nghiệm những thay đổi trạng thái trong chính mình, suy xét nhiều góc độ rồi tự rút ra bài học cho chính mình. Đúng hay sai, phải hay trái thì đã có cha minh định làm cuốn kinh sống, từ điển sống, thước đo sống bên cạnh. Đại hữu duyên hiếm có và khó gặp. Đến nay, đã gần 5 năm tôi theo cha để học tập về điển quang, môn học cho 9.000 năm sắp tới, thì 5 năm quả là quá ít. Và nền văn minh điển quang chỉ mới ló rạng từ núi Chinh Bồng Lai tiên cảnh, thì những hiểu biết của tôi về điển quang chỉ là mới sơ khởi. Tuy nhiên, dù tin hay không tin, thì nền văn minh điển quang đã đến và đã hiển lộ. Tất cả loài người mới đã đến giờ vào trường học điển quang và các chư thiên vị, những chân mạng xuống thế phò cha mở trường này cũng phải là những người tiên phong sử dụng điển quang trước, là những người viết nên những cuốn kinh mới cho loài người mới.
Vì vậy, với mong muốn cung cấp thêm những hiểu biết và những chứng nghiệm sơ khởi khởi đầu về điển quang, tôi viết ra bài viết này để chia sẻ những sự học của tôi về điển quang nhằm giúp quý vị nào hữu duyên đọc bài này có thêm dữ liệu để tham khảo và làm rõ hơn những chứng nghiệm điển quang mà quý vị đã, đang và sẽ gặp. Để hiểu về điển quang, đó là cả một chặng đường tiến hóa dài đằng đẵng. Tiến hóa là gì? Tiến hóa đó là sự thăng tiến về sự giác ngộ, sự hiểu biết về tự nhiên. Đó cũng là sự thăng tiến, sự giác ngộ về Thượng Đế. Nếu để ý, chúng ta sẽ thấy muôn loài vạn vật từ dưới người thì sự hiểu biết về tự nhiên là ở thế thụ động. Nghĩa là nhờ có sự thay đổi luân thường của tự nhiên tác động đến các giác quan của các loài vật này, khiến các loài này luôn luôn phải thay đổi bản thể để thích ứng với tự nhiên. Nhờ vậy mà gia tăng sự hiểu biết về tự nhiên, dần dần tiến hóa lên đến con người. Ở cấp độ con người thì sự học vào thế chủ động hơn, con người bắt đầu có chữ viết để thu thập, phân tích và truyền lại thông tin về tự nhiên ở diện rộng và sâu sắc hơn. Thoát ra ngoài chữ viết, con người tiến vào vô tự chân kinh, học qua cảnh, rồi tiếp tục thoát ra ngoài các giác quan mà con người tiến vào thiền định và tự giác ngộ về tự nhiên ở mức siêu vi, siêu diệu, thấu tỏ mọi lẽ luân thường của tự nhiên mà an nhiên tự nhiên gọi là ở cấp độ Phật. Tuy nhiên ở cấp độ cái gọi là Phật thì cũng chỉ dừng ở mức độ biết về tự nhiên để thuận theo tự nhiên mà biến hóa, chứ chưa thể đạt đến trình độ có điển quang và biết đến điển quang. Muốn biết về điển quang và vào trường điển quang thì từ Phật phải tiếp tục quy về Thượng Đế, ở vào vị trí của Thượng Đế để tiến lên học về Thượng Đế và trả lời cho câu hỏi Thượng Đế đã vận hành và điều khiển tự nhiên như thế nào để giúp cho muôn loài vạn vật bao gồm cả con người và Phật được tiến hóa lên nữa. Cho nên, nói đến điển quang thì phải nói đến sự hiện diện của Thượng Đế. Muốn vào được trường điển quang thì phải đạt đến trình độ tiến hóa là tin có sự tồn tại của Thượng Đế và quy về Thượng Đế. Và muốn hiểu về điển quang thì chắc chắn phải học hiểu về Thượng Đế. Thế cho nên, sau gần 10 năm cha đắc đạo vào năm 1983 và bắt đầu thiên vụ rao giảng về điển quang, thì cha viết ra cuốn sách Thượng Đế là không khí, đặt nền tảng đầu tiên cho các con học về điển quang. Rồi trên nền tảng Thượng Đế là không khí, cha tiếp tục viết ra cuốn sách Phật, Trời, Đất, Người, rồi Tương lai loài người. Như tên gọi của cuốn sách Thượng Đế là không khí, cuốn sách sẽ giúp chúng ta hiểu rằng Thượng Đế là đấng sinh ra muôn loài vạn vật, kể cả con người, và cũng là bao gồm luôn muôn loài vạn vật. Thượng Đế là không khí thì muôn loài vạn vật cũng là không khí. Dừng ở điểm này, tôi xin nhắc lại một dòng thông tin thực tế nghiên cứu về tự nhiên của các nhà khoa học. Trong khoa học, để phục vụ nhu cầu vật chất của con người, các ngành khoa học như vật lý, sinh học, v.v. đã tìm hiểu về cấu tạo của vật chất để có thể tìm ra các chất mới. Khi đã tìm đến nguyên tử nhỏ nhất cấu tạo nên mọi vật chất là proton, các nhà khoa học nghiên cứu sâu hơn nữa thì phát hiện ra rằng hạt proton là một hạt rỗng. Từ đó mà suy ra rằng mọi vật chất đều rỗng, con người cũng từ các hạt rỗng và đến toàn bộ vũ trụ là một khối trống rỗng. Đã trống rỗng rồi thì lấy gì mà nghiên cứu tiếp đây? Đến lúc này, những nhà khoa học chân chính đành chấp nhận kết thúc khoa học nghiên cứu vật chất mà khăn gói hành trình về phương Đông để tìm đến tâm linh huyền bí. Quả thật, Thượng Đế là không khí, nhưng là không khí hóa sinh ra muôn loài vạn vật. Không khí có nhiều tầng, nhiều lớp, tương ứng với các tầng giới tiến hóa khác nhau. Tầng khí thấp, nặng nề thì ứng với những loài vật tiến hóa thấp, chậm chạp,
thích ứng kém với những thay đổi của tự nhiên và ít hiểu biết về tự nhiên. Lên tầng khí cao hơn thì càng nhẹ, ở đó gồm những loài, những tầng giới tiến hóa cao hơn, nhanh nhẹn, thích ứng với tốc độ thay đổi nhanh của tự nhiên và có sự hiểu biết về tự nhiên tốt hơn. Con người và muôn loài vạn vật từ không khí mà ra, cho nên linh hồn của con người cũng như muôn loài vạn vật cũng là không khí, không hình thù, hình dạng, và đến bây giờ thì không máy móc khoa học nào soi ra được linh hồn. Đứng vào vị trí của Thượng Đế, chúng ta mới đọc hiểu được cuốn sách Phật, Trời, Đất, Người của cha Kiều Nguyên Tá, để nhìn xuống toàn bộ tiến trình, đường đi, chặng đường tiến hóa của vũ trụ càn khôn, của con người từ khởi đầu cho đến thời điểm này. Rồi từ đó chúng ta mới tiến tới thấu hiểu về nền tảng căn bản của điển quang. Như tên gọi của cuốn sách Phật, Trời, Đất, Người, cuốn sách ghi lại rõ ràng từng yếu tố một để giúp người đọc có một tư duy rành mạch, logic, siêu khoa học, hệ thống bao trùm, thâu tóm toàn bộ tiến trình tiến hóa từ khởi đầu cho đến thời điểm loài người chuẩn bị bước vào nền văn minh điển quang. Trời chính là Thượng Đế, là không khí sinh ra muôn loài vạn vật và cũng dẫn dắt muôn loài vạn vật tiến hóa. Trời cũng có nhiều tầng trời, hay Thượng Đế cũng có nhiều cấp độ Thượng Đế tương ứng với các tầng khí khác nhau để cai quản vận hành muôn loài vạn vật trong tầng khí đó mà tiến hóa đi lên, nhưng vẫn có sự liên thông thông suốt với đấng Thượng Đế tối thượng tối cao để đảm bảo toàn bộ vũ trụ càn khôn hay Thượng Đế thống nhất tồn tại và tiến hóa không ngừng. Nhìn theo góc độ các giác quan của con người, trời là không khí thì đất chính là có, là hóa hiện của không khí hay hiện thân của Thượng Đế. Đất nuôi dưỡng và cho muôn loài vạn vật và con người có được thân xác để linh hồn được trú ngụ và đi học để tiến hóa. Không có thức ăn, không có thân xác thì con người và muôn loài vạn vật chỉ là những linh hồn không khí lởn vởn ở không trung mà không có chỗ trú ngụ để học các bài học của Thượng Đế ở tầng khí vật chất đó. Mẹ đất còn dạy cho muôn loài vạn vật và con người học cách thích ứng với tập tục văn hóa của môi trường sống mà chúng ta đang cư ngụ. Nói đến con người là nói đến trình độ bắt đầu học để tiến tới biết về Thượng Đế. Cho nên con người từ thú mới tiến hóa lên làm người thì còn đần độn, ngu muội, độc ác, rồi dần dần trải qua nhiều kiếp, nhiều bài học làm người mà trở thành người khôn ngoan, trí tuệ, đạo đức, rồi vượt qua được các bài học làm người, thoát ra ngoài những bon chen, tình tiền, danh lợi của loài người mà đi vào con đường tu hành để tìm đến chân lý của tự nhiên, luân chuyển lẽ thường của tự nhiên mà đạt đến trạng thái giải thoát, an nhiên, tự tại do đã thấu tỏ lẽ vô thường. Thì đến lúc này, những người này chuẩn bị bước vào trường học điển quang của Thượng Đế. Tuy nhiên, điển quang là không khí, không hình thù, hình dạng, không sờ nắm được. Để giúp chúng ta có được sự phân biệt rõ ràng điển quang với các loại điển trược khác, thì ngay từ chương đầu tiên của cuốn sách, cha đã viết rất rõ về Phật là gì, như thế nào là một người đắc đạo. Tức là đã tốt nghiệp được bài học giải thoát để tiến tới tiếp nhận được điển quang và học được điển quang. Trong thời gian tôi phò bên cạnh cha, cha cũng cho tôi chứng kiến và chứng nghiệm các loại điển không phải là điển quang như trong sách cha đã viết, từ đó giúp tôi hiểu rõ và nhận diện rõ ràng hơn về điển quang. Tuy nhiên, trong khuôn khổ bài viết này, tôi chỉ đề cập đến các nền tảng quan trọng đã giúp tôi hiểu về điển quang, còn những chứng nghiệm đó thì tôi sẽ kể lại ở bài viết khác. Từ hai cuốn sách Thượng Đế là không khí và Phật Trời Đất Người giúp tôi hiểu rõ về điển quang và người nào đạt trình độ vào được trường điển quang. Điều kiện đầu tiên đó phải là người đã đạt đến trình độ giải thoát, tức là đã quy không, là đã buông xả được trường cũ, những thứ của nền văn minh cũ, lý thuyết cũ, là người sống đạo đức, tốt nghiệp đạo làm người.
Người cũng đạt đến trình độ biết và tin vào sự tồn tại của Thượng Đế là Chúa Tể sinh ra muôn loài vạn vật, bao gồm cả con người. Người cũng đã đạt đến trình độ hiểu về đất là nguồn nuôi dưỡng và cho người mượn thân xác để người đi học tiến hóa. Cho nên, người biết thuận theo đất mà thích nghi, mà dung dưỡng chính mình, thuận theo đất mà sinh sống. Đất chính là hiện thân của Thượng Đế, cho nên thuận theo đất cũng là thuận theo ý của Thượng Đế. Nghĩa là người đã đạt đến trình độ nhận ra rằng trên đời này chỉ có một thầy duy nhất, đó chính là cha trời mẹ đất. Từ đó mà có tâm bình đẳng như nhau và bằng nhau. Khi con người sẵn sàng hòa nhập vào trời đất để thuận hòa cả trời đất, sẵn sàng để trời đất dẫn dắt, dạy dỗ cho con người tiến hóa lên nữa, thì đến lúc con người nhận được sự dạy dỗ trực tiếp từ trời và đất thông qua sợi dây kết nối trời đất người với nhau, đó chính là điện quang. Vậy điện quang là gì và đã kết nối liên kết trời đất người với nhau như thế nào? Như tôi vừa mới phân tích, nền tảng chung nhất giống nhau của trời đất người đó chính là không khí, đều từ không khí mà hóa hiện ra khác nhau. Trời chính là Thượng Đế, giữ nguyên bản thể là không khí rồi. Đất cũng chẳng qua là hóa hiện hình của trời theo các giác quan cảm nhận của con người. Còn người thì cũng từ không khí, sợi dây kết nối trời đất người là điện quang, thì điện quang cũng chính là không khí. Trời sẽ biến hóa, thay đổi các tầng không khí khác nhau, thì tự khắc đất sẽ hiện hình ra khác nhau. Cho nên, như trong cuốn sách Tương lai loài người của cha trời Kiều Nguyên Tá, chúng ta sẽ có được sự chứng nghiệm về sự điều khiển của Thượng Đế để chuyển đổi địa hình của đất trong tận thế, rồi trở thành thiên đàng tại thế như thế nào. Người gồm có ba phần, trong đạo thường gọi là tam tài, đó là tinh, khí, thần, tương ứng với hồn đất, hồn trời, hồn người, hay tiểu hồn con, hay tương ứng với mẹ, cha, con. Tinh chính là thân xác của con người từ đất mà có được. Mẹ đất không chỉ cho con người thân xác mà còn dạy dỗ con người làm sao sống thuận theo đất, nương nhờ vào đất để con người sống và có các bài học. Khi con người học và giác ngộ ra được sự hiện hữu của mẹ đất, đó là lúc tiểu hồn con hòa vào hồn mẹ hay gặp được, kết nối được với mẹ đích thực, mẹ thiêng liêng trong chính con người. Khí chính là hồn trời, là thanh khí điển hóa sinh muôn loài vạn vật. Con người đi học hay tu hành là để gom thâu thanh khí, phát triển thanh khí, hay để giúp tiểu hồn con tiến hóa và tiến hòa vào đại hồn cha. Nếu con người không chịu học để tiến hóa mà lao vào các hoạt động làm hao tổn thanh khí, trở nên thoái hóa, thì khi hết kiếp làm người thì lại rơi xuống tầng khí thấp, làm các kiếp động vật, thực vật vân vân và học lại các bài học cũ. Thần chính là hồn người, là tiểu hồn con đang ở cõi người. Phụ giúp hồn người đi học trong cõi người thì có các vía. Vía bám vào đất và có nhiệm vụ đi gom thâu tất cả các thông tin, dữ liệu mà vía đi học được từ các cảnh do mẹ đất bày ra và lưu trữ vào bộ nhớ của chánh hồn gọi là A Lại Gia Thức. Nếu vía đi học các bài học từ cảnh trần, từ mẹ đất giúp người thích ứng theo đất, thì chánh hồn lấy các bài học của vía mà rút ra bài học về trời, về Thượng Đế. Nếu tiểu hồn sáng suốt, làm chủ được vía, thì sẽ điều khiển vía, biết chọn lọc và đi học những gì giúp cho tiểu hồn tiến hóa về Thượng Đế. Còn nếu tiểu hồn ngu muội, tham lam, để cho vía dẫn dắt, thì tiểu hồn bị thoái hóa, có khi còn bị hồn khác bên ngoài vào lấy xác. Tiểu hồn là thanh khí trích từ đại hồn cha, thanh nhẹ, sáng suốt, còn vía thì bám vào đất, cần có sự hiện hữu của cái có thì mới hiểu, nên nặng nề chậm hiểu. Cho nên mới có câu hồn khôn vía dại, đàn ông có 7 vía, đàn bà có 9 vía, cho nên đàn bà nặng nề và học chậm hơn đàn ông. Từ sự sắp đặt con đường học để tiến hóa này của Thượng Đế,
nên mới có câu người thuận theo đất, đất thuận theo trời, trời thuận theo đạo, đạo thuận theo tự nhiên. Tự nhiên chính là thượng đế tối thượng tối cao nhất để dẫn dắt các chấn hồn, tức các tiểu hồn tiến hóa quy về thượng đế. Hiểu về thượng đế thì thượng đế vẽ ra các quy luật hay con đường tiến hóa cho các tiểu hồn mà con người gọi là đạo. Rồi trời, tức là thượng đế đấng chủ quản tầng khí người, sẽ theo con đường đạo này mà dẫn dắt đất hóa hiện ra các bài học cho người. Người vì muốn tồn tại được, muốn được giải thoát, được thanh nhẹ thì học theo các bài học của đất rồi đi vào con đường tiến hóa do thượng đế đặt ra. Trải qua muôn tỷ kiếp biến hóa và tiến hóa không ngừng, đến khi con người nhận ra được, tìm thấy được hồn trời, hồn đất trong chính mình, tức tiểu hồn con hòa vào được, gặp được hồn đất và hồn trời, tức là tam tài quy nhất, trời, đất, người trong chính con người, thì lúc này con người đạt trình độ đi vào trường điển quang của Thượng Đế. Điển quang chính là sợi dây liên lạc, truyền đạt ý muốn, sợi dây kết nối giữa Thượng Đế với con người, hay giữa trời, đất với con người với nhau. Nói đến điển quang là nói đến ý muốn, ý chí của Thượng Đế mà con người gọi là chân lý của tự nhiên. Ý chí, ý đồ của Thượng Đế sẽ hóa hiện ra thành các bài học, các cảnh học ở đất để dẫn dắt muôn loài vạn vật bám theo đó để biến hóa và tiến hóa. Khi con người đạt trình độ có điển quang là con người bắt đầu học hiểu ý muốn và ý chí của Thượng Đế. Thông qua sợi dây kết nối điển quang, Thượng Đế dạy dỗ, dẫn dắt trực tiếp con người biến hóa và tiến hóa. Điển quang truyền đạt ý của Thượng Đế, dẫn dắt tiểu hồn đi học, cho nên điển quang chính là sự thanh nhẹ, thanh cao, sáng suốt, minh triết. Con người có thể cảm nhận được hoặc không cảm nhận được luồng điển quang thông qua các giác quan, tùy theo cơ điệu của mỗi người khác nhau. Nhưng việc dùng các giác quan để cảm nhận điển quang không phải là điều quan trọng. Sự biểu hiện của điển quang mà con người cần nhận ra được đó là những ý nghĩ minh triết, là vạn sự như ý, nghĩa là con người nghĩ sao thì cảnh hiện ra như vậy. Trời, đất, người đã hợp nhất nên cha mẹ và con đều hợp nhất. Con cũng là cha mẹ mà cha mẹ cũng là con, nhưng chỉ giới hạn trong trình độ tiến hóa, phạm vi hợp nhất của con với cha mẹ. Còn cha mẹ chẳng qua là Thượng Đế phân thân ra để biến hóa cho các con có bài học, mà Thượng Đế là vô cùng tận, nên các con học đời đời để tiến hóa gần về Thượng Đế mà thôi. Để dạy cho con người biết sống để tiến hóa vào trời đất, thì từ xa xưa đến nay, tổ tiên đã truyền dạy như sau. Muốn thành công hay vạn sự như ý thì cần có thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Đây là câu nói thể hiện rõ cho người có điển quang. Con người cần phải học tập để đạt sự hiểu biết, có đủ thông tin về cảnh mà đất bày ra theo ý trời. Chẳng hạn, một con người muốn hiểu Thượng Đế dẫn dắt xã hội loài người đi như thế nào, thì con người đó cần đủ thanh nhẹ thoát khỏi bon chen của xã hội, và cũng cần học để nắm bắt các thông tin lịch sử, thời sự về xã hội loài người. Một người muốn hiểu về cơ trời đi đến đâu, thì người đó cũng phải đủ thanh nhẹ để đi vào các tầng khí cao, và cũng phải đi học để nắm bắt được lịch sử, thiên sử của các đạo của loài người. Do vậy, con người có các cấp độ học, trình độ tiến hóa khác nhau, thì điển quang cũng có các tần số điển khác nhau. Điển quang là ý chí của Thượng Đế, mà Thượng Đế luôn luôn biến hóa và tiến hóa không ngừng không nghỉ. Cho nên, con người muốn duy trì điển, tức là luôn giữ được kết nối với Thượng Đế, thì con người đó phải luôn biến hóa và tiến hóa không ngừng cùng với Thượng Đế, đúng với trình độ tiến hóa của người đó. Sự chảnh mãng trong việc học, sự chậm trễ với dòng tiến của Thượng Đế giữa chừng thì sẽ mất liên lạc hay mất điển quang.
Điển quang là bài học 9.000 năm mới, nên sẽ còn vô vàn điều mới mẻ mà chúng ta đang tiến vào để học. Tôi chỉ là mới khởi đầu sơ khai chứng nghiệm, và trong khuôn khổ bài viết này, tôi chỉ có thể nhắc lại một vài nền tảng căn bản mà tôi cho là rất cần thiết để bắt đầu bước vào học về điển quang. Đó là Thượng Đế là không khí, Phật, trời, đất, người và tương lai loài người. Đây là ba cuốn sách của cha trời Kiều Nguyên Tá để mở ra nền văn minh điển quang trong tôn giáo hay các giáo phái gọi là nền văn minh Di Lạc. Theo tôi, mọi lý luận, mọi lý sự để lý giải cho những chứng nghiệm trong nền văn minh điển quang mà không xuất phát từ nền tảng của ba cuốn sách này thì đều không thể thăng hoa, tiến hóa lên được. Do mọi lý luận cũ không bao hàm vô vàn những biến hóa mới mẻ sẽ nở rộ trong nền văn minh mới. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe những chia sẻ này của tôi. Con kính cảm tạ cha trời Kiều Nguyên Tá đã dẫn dắt và dạy dỗ con tiến hóa đến hôm nay. Kính Bút Thiên Hương, núi Chinh Bồng Lai, Tiền Cảnh, Bà Rịa, Vũng Tàu, ngày 23 tháng 10 năm 2022. Chương trình của chúng tôi đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn quý chư thiên vị và quý khán giả đã lắng tâm theo dõi. Để video này được đến với muôn người, quý vị hãy nhấn like, thích bên dưới. Và để nhận được chương trình mới nhất từ chúng tôi, quý vị hãy nhấn đăng ký. Trân trọng cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau.